Thế cái đấy con lấy ở đâu đấy? Ừ? Ừ. Có thấy ở đâu mà con lại dùng? Ừ? Đeo vào á? Con đeo vào làm gì thế? À, cái này hả? Thế con đeo vào làm gì? Có nghe thấy gì không? Có nghe thấy gì không mà con cho vào lỗ tai? Cho mẹ hả? Thôi mẹ không đeo đâu, mẹ có phải của mẹ đâu mà mẹ dùng. Là của con à? Là của ai? Ừ? Con làm gì thế? Làm sao? Cái đấy là cái gì? Tai nghe. Tai nghe à con? Trời ơi. Ngoáy đeo vào đấy. Thôi cắt đi. Con lấy ở đâu con cắt lại đi. Con lấy ở đâu đấy? Ừ? À, mở cái đấy ra ấy hả? À, ra là thế. Cho vào như thế đấy. Thế mà mẹ không biết. Đốt nhẹ thôi con, bỏ vào nhẹ thôi, không là hỏng đấy.